Hả? À, máy bay tải. Xe Thế con xúc vào đây làm gì đấy? tải. Con xếp vào đây làm gì? Xem mà lấy cho hắn nghĩ chứ. Nghĩ à? Ôi, hắn mệt rồi bao. Ai mệt? Cái xe này. Xe đấy là xe gì? Xe máy bay. Máy bay là máy bay, không phải cái xe máy bay. Cái máy bay. Đúng rồi, cái máy bay không phải là cái xe máy bay. Cái xe tăng. Đúng Cái rồi, xe xe bắn. tăng. Cái xe đẩy. Máy bay đẩy. Máy bay rồi. Cái đấy là máy bay chiến đấu. Đây là máy bay Là máy bay chiến đấu mà. máy bay À, thì máy bay tải. Ừ. Thế cái máy bay nào là máy bay chiến đấu? Cái máy bay đâu có coi nè. Ờ, cái đấy là cái máy bay chở chiến sĩ. máy bay chiến đấu. Chiến đấu à? Chiến Nó đâu có súng đâu mà phải chiến đấu. Nó mà có súng ở trên máy bay. Đúng không? đấu. Không có súng đúng không? Không có. Không có súng thì đâu phải máy bay chiến đấu đâu. Thì chỉ có cánh thôi mà, nó chỉ vận chuyển người thôi. Ủa, cánh đâu? Cánh nữa con làm hư mất rồi. Đúng rồi, con làm hư rồi. Con ngồi tử tế nào. Rồi. Rồi còn cái máy bay nào chiến đấu không? Máy bay đấy không có súng đâu mà chiến đấu đâu. Cái máy bay màu xanh lá cây ấy, là máy bay chiến đấu. Đúng không? Rồi thế cái ô tô chở đạn đâu rồi? Cái xe tải đạn đâu? Ừ. Cái đấy là ô tô chiến đấu, cái đấy là dùng súng bắn. Tôi tay đạn đâu? Cái nào? Cái đấy đúng rồi, chính xác. Rồi để vào vị trí. Để vào vị trí chiến đấu gần gần xe, gần cái xe bắn đạn cơ mà. Cái Xe xe nào bắn bắn đạn. đạn? Cái xe nào phóng đạn nhỉ? Xe phóng lựu là xe nào? Đúng rồi, đặt vào vị trí. Rồi để gần đạn vào đây. Rồi. Xong chưa? Rồi, bày trận chuẩn bị bắn máy bay đi, máy bay ở đằng nào? Đặt máy bay vào vị trí. Mấy cái máy bay? Mấy cái? Cái xe tăng làm gì đấy? Con đặt xe tăng vào đâu? Con đặt nó xuống này chứ. Rồi.